Vâng, em xin chào tất cả các anh nhé. Hôm nay thì kênh YouTube của Bấm TV nhà em xin phép lên sóng để review gọi là ba con máy. Nói chung là nó rất là hot tới hiện nay luôn. Được các kênh khác review khá là nhiều. Và nói chung là nó cũng bán đang bán chạy nhất hiện nay. Đây. Hiện tại em xin phép review trước con DeWatt này. Con DeWatt này, các bác nhìn không? Lực siết của nó cực kỳ là mạnh luôn. Lực siết cực mạnh luôn nhá. Con này là con thuộc con bu lông kim vít. Hàng này hàng nhái cận cao cấp luôn. Nó làm nhái theo con Hukan X2 Pro. Hukan X2 Pro nhá. Con này là lực siết rất là mạnh luôn nhá. Tốc độ quay lên đến tốc độ quay gọi là cực đại lên đến 3.500 vòng trên 1 phút. Đấy, máy cực khỏe. Pin trong sản phẩm bao gồm là một hộp thế này. Đây, để em sẽ lên em mở thử đây nhá. Một hộp của nó đầy đủ là một thân máy này. Một thân máy này. Hai pin. Hai cục pin này. Pin 118V nhưng thực chất của nó là 20-21V cho em nhé. Một sạc. Sạc là sạc bàn cho em các bác nhé. Sạc bàn này. Một dây đeo này. Một đầu khẩu 22. Và bên em có tặng kèm cho các bác là một đầu chuyển vít. Nói chung là các bác mua sản phẩm bên em cái con khoan bu lông nào, bên em cũng tặng kèm cái đầu chuyển vít để các bác gọi là bán vít dễ dàng, không sợ rớt mũi nhá. Con này là con hàng nhái cận cao cấp này. Pin của nó là pin cực tốt luôn. Pin là pin 1800 luôn các bác nhá. Pin là pin cực tốt luôn. Máy cực khỏe, các bác siết bu lông bắn sau xe ga vô tư thoải mái cho em. Đấy, con này là con đều quá này. Con này là con nhái cận cao cấp này. Cực khỏe luôn, nói chung là so với mấy cái con gọi là khoảng tầm tiền 1 triệu hoặc là kho, nhưng so với những con hàng chính hãng, nói chung nó ngang ngửa luôn, lực xít nó ngang ngửa luôn á. Đây, tiếp đến là con Hukan này. Con Hukan này. Con Hukan này có mã là con X1 Pro, gọi là con X1 Pro nhá. Sản phẩm, bộ sản phẩm của nó đây, con Hukan này, một bộ nó có bộ màu vàng cái này nhá, hộp màu vàng này. Sản phẩm gồm một thân máy này, hai pin, một sạc, sạc là sạc bàn nhá, một hộp đựng này, một dây đeo này, một đầu khẩu 22, bên có tặng kèm một đầu chuyển vít nữa. Con này có một pin 15 cell và một pin trâu 10 cell cho em. Pin 15 cell lên đến 4 ampere giờ, còn pin 4 ampere giờ là pin 10 cell, còn pin 15 cell lên đến 6 ampere giờ nhá. Con này nói chung là cái búa thiết kế cái này rất là to luôn này. Cái đầu rất là to. Nên là búa cực khỏe luôn. Con này lực siết của nó lên đến 330 Nm nhé. Hoặc là các bác gọi là lên mái nhà các bác bắn tôn bắn vít thoải mái. Hoặc không là các bác gọi là ở nhà các bác gọi là mở siết mở bu lông, xe máy xe ga vô tư. Nó có tự động búa luôn cho em nhé. Con này con hàng chính hãng của Hukan các bác nhé. Hàng chính hãng của Hukan nhé. Đấy. Tiếp đến này. Tiếp đến em lên cho bác cái con Hukan X2 Pro. Hiện nay là mới ra nhé. Hukan X2 Pro hiện tại là nó mới sản xuất ra. Nói chung chất lượng của nó thì phải nói là thôi rồi luôn. Mà con máy nào cũng có một tờ hướng dẫn sử dụng này. Nhưng thực sự là cũng chẳng dùng đến đâu. Các bác nhìn các bác sử dụng con máy này các bác biết được luôn nhé. Đây. Con Hukan X2 Pro. Con này nói chung là nó còn khỏe hơn con Hukan X1. Nếu các bác nào sử dụng con X1 thì biết rồi. Con Hukan X2 này còn khỏe hơn. Rất là nhiều kênh đã review về con máy này rồi nhá. Dòng động cơ từ không than, máy khỏe pin trâu. Con này là cái đầu bu lông đầu rỗng kim vít. Các bác bắn vít bắn tôn vô tư. Để em lắp thử luôn. Đây, trong này nó có cái đầu vít, em lắp thử một vít luôn. Đây, lắp vít vào. Lắp vít vào vô tư thoải mái luôn cho em các bác nhé. Con này lực siết của nó, con này lực siết của nó lên đến 350 Nm, nó khỏe hơn lấy con Hukan X1 luôn. Nó làm nhỏ gọn cái đầu này nhưng mà khỏe cực kỳ luôn các bác nhé, khỏe cực kỳ luôn. Pin là pin chuẩn cho em, hai cục pin 10 cell này. Một bộ thế này nhá, gồm một thân máy, hai pin, một sạc. Bình thường cái con Hukan này, nó cái con Hukan X2 này sẽ có một bộ đầy đủ phụ kiện nữa. Là thì bình thường họ sẽ bán là 1,5 triệu. Là gồm có cả các đầu khẩu và các cái mũi khoan á. Nhưng mà đợt này về của em, đợt này em về này,
Nói chung là xưởng nó đóng nhầm, không có phụ kiện, nên em xin phép em lên thanh lý luôn, bán giá cực rẻ luôn cho các bác. Rồi, xin phép bán luôn, xin phép em báo giá luôn ba con máy này cho các bác. Các bác nói chung là phù hợp với nhu cầu con máy nào có thể lựa chọn hoặc tham khảo thêm. Con để quá này, con này con nhái cận cao cấp, nó làm chất lượng cực tốt luôn. Nói chung là nó sánh ngang cơ với những con hàng chính hãng của Canon, nhái của Canon luôn. Con này là 1.200.000. Bên miễn phí vận chuyển cho các bác. Các bác nhận hàng là một thân máy, hai pin, một sạc, một hộp đựng. Và bên có tặng kèm cho các bác là một chuyển một đầu khẩu, một cái đầu chuyên vít. Đây, con này là một thân máy, hai pin, một sạc, một hộp đựng, một dây đeo, một đầu khẩu 22. Còn bên em có tặng kèm cho bác là một đầu chuyển sang chuyên vít nhé. Con này 1.200.000 cho em. Tất cả sản phẩm bên em đều miễn phí vận chuyển nhé. Đơn hàng nào cũng vậy luôn. Rồi cái con Huka này. Con Huka X1 Pro. Búa rất là to. Pin rất là trâu. Pin của nó có một cục pin 15 cell. Nên là các bác nào sử dụng gọi là sử dụng lâu ấy, trong thời gian dài, thời gian lâu, thì có thể là lấy những con này cho em. Đèn nói chung đèn led báo đèn rất là đều luôn nhá. Đèn led báo đầy đủ nhá. Đây là 1.300.000, miễn phí vận chuyển cho các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, tiết hàng thoải mái, vô tư cho em. Và tiếp theo đến là con Huka X2 Pro. Huka X2 Pro nhé. Con này lực xít của nó lên đến 350 Nm. Nói chung là lực xít của nó khỏe hơn con Huka X1 luôn. Lực xít khỏe hơn, như thuộc dòng động cơ từ không than, cực mạnh cực khỏe. Tốc độ quay của nó lên đến 3310 vòng trên 1 phút. Nó không tải nhé. Con này là 21V này. Sản phẩm bao gồm một thân máy, hai pin, một sạc, một hộp đựng, một dây đeo, một khẩu 22. Bên em có tặng kèm cho các bác là một cái đầu chuyển sang chuyên vít. Con Huka X2 Pro này, tại vì hiện tại là không có phụ kiện, nên em xin phép bán cho các bác là 1.300.000, miễn phí vận chuyển. Các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng và được test hàng thoải mái cho em. Nó là đầu chuyên vít, đầu gọi là con này là con 2 trong 1. Nói chung là hai ba con máy này em review đều là con 2 trong 1, là vừa xiết mở bu lông, vừa bắn vít bắn tôn vô tư, là con bu lông kim vít luôn các bác nhé. Con này nói chung là cái lực xiết của nó khỏe hơn con X1 nhá, lực xiết khỏe hơn đấy, cực kỳ khỏe luôn. Con này cực kỳ khỏe luôn, các bác mở bánh sau xe ra vô tư thoải mái cho em. Là con gái em có thể mở luôn cho bác nhé. Con này là 1.300.000, bên em miễn phí vận chuyển. Các bác nhận hàng được kiểm tra, được test thử hàng thoải mái trước thanh toán cho em. Nếu mà các bác muốn mua hàng chính hãng mà giá rẻ, hợp lý, máy khỏe, nên lấy cho em những con hàng Huka đấy. Còn các bác muốn gọi là giá thành rẻ hơn một chút thì lên cho em những con là con đều quá đây nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Con Huka X2 Pro hiện tại nói chung là nó đang rất là được ưa chuộng trên thị trường. Rất nhiều bác review, rất nhiều các kênh bán hàng khác bán và rất nhiều khách hàng cần tìm đến, cần mua. Đấy. Và em sẽ test thử cho các bác mở con bánh sau xe, mở cái ship mở bô lông cho bác xem nhé. Vâng, sau đây thì em sẽ lắp mũi từ tôn này. Và em thử trên con sắt 15 trên cái sắt 5 ly luôn nhá. Đây là con Dewa này, hàng nhái cận cao cấp này, pin 10 cell này. Thử luôn cho bác xem luôn nhá. Xem mà nó bắn nó có ngọt không. Đấy. Con này quên chưa lắp cái mũi chuyển sang chuyên vít này. Cái đầu chuyển sang chuyên vít này. Đây. Đây, em sẽ bắn thử cho bác xem. Cực kỳ ngọt luôn nhá. Các bác lắp cái mũi chuyển sang chuyên vít này. Và các bác lắp từ tôi mà các bác bắn trên con sắt dày 5 ly mà nói chung là xuống phát một thôi. Nói chung nó có đèn led rất là sáng luôn này, đèn led đầy đủ này. Để các bác nào mà khi làm cho công việc trời tối hoặc trong góc hẹp thì nó rất là sáng luôn. Em sẽ thử sang con Huka X2 Pro, X1 Pro nhá, hàng chính hãng này. Con pin 15 cell này. Con này nó có bi giữ này, giữ cái mũi ở đây rồi, nên các bác không cần
không cần lắp cái đầu chuyển sang chuyên vít, nó cũng giữ mũi cực chắc luôn. Anh em sẽ thử luôn nhé. Con này nó tự động búa đấy nhá. Con này tự động búa các bác nhá. Đấy, cực khỏe luôn. Mà con này mỗi khi nó bắn đến thì nó tự động búa luôn cho bác luôn nhá. Con này con X1 Pro nhá, pin 15 cell này. Và sau đây em sẽ sang cái con X2 Pro. Con này lực siết nó cực mạnh, nói chung là lực siết nó còn lớn hơn con X1 Pro luôn. Nó cực khỏe luôn cho em. Nó có cái bi giữ này rồi nên nó cũng không sợ bị rớt mũi luôn. Đấy, nó rất là ngọt luôn các bác nhá, ngọt luôn. Vâng, sau đây em sẽ test thử cái con đề quát, cái hàng nhái cận cao cấp này, con bu lông này. Mở cái bu lông của con Sega nhá, là con Selit nhá. Đấy, ok chưa? Để em siết vào nhá. Quá chặt. Nói chung là rất là nhanh luôn nhá. Em sẽ test sang hết hai con kia cho bác xem luôn. Vâng, sau đây em xin test luôn cái con X1 Pro cho bác xem luôn nhá. Sẽ mở cái bu lông của con Selit này. Đấy, ra phát một luôn nhá. Đây, em chít vào. Đấy. Nói chung là rất là dễ dàng, con này nó tự động búa luôn, cực khỏe luôn. Em sẽ test sang con Hokan X2. Con Hokan nói chung là X2 Pro này, nó cái lực siết của nó còn khỏe hơn con X1 luôn. Nói chung là nó mở, gọi là siết mở quá ngon luôn. Thử luôn nha coi nhá. Đấy, ui, cực nhanh luôn, tốc độ dã man.